Chiều nay, mùng 1 tháng 6, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe sở xây dựng báo cáo đề án xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh Quảng Trị. Theo sở xây dựng, thực trạng các cơ quan hành chính cấp tỉnh hiện nay nằm rải rác phân tán, không còn phù hợp với không gian kiến trúc cảnh quan theo định hướng phát triển đô thị thành phố Đông Hà trong tương lai nhiều trụ sở đã xây dựng từ lâu xuống cấp không đồng hồ. Các đơn vị quản lý các lĩnh vực có liên quan trà trẻ nằm xa nhau gây khó khăn cho quản lý con người, bất tiền cho khách hàng. Đề án xây dựng khu trung tâm hành chính tỉnh nhằm sắp xếp bổ trí lại trụ sở làm việc của các cơ quan hệ thống chính trị cấp tỉnh, tạo điểm nhận đô thị, đồng thời tăng cường hiệu quả quản lý và hiện đại hóa công sở khai thác hiệu quả nhu cầu sử dụng đất nhằm thay đổi kiến trúc cảnh quan khu vực trung tâm đô thị, tạo quỹ đất phát triển thương mại dịch vụ. Sở xây dựng đề xuất quy mô diện tích trung tâm thành chỉnh từ 12,5 đến 13,7 ha. Lựa chọn mô hình tập trung hợp khối trong một khuôn viên, tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Võ Văn Hưng cho rằng việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung của tỉnh theo hướng hiện đại, văn minh là xu thế tất yếu, rất cần thiết phù hợp với chủ trương của Đảng, nhà nước trong việc quy hoạch và xây dựng công sở theo hướng tập trung và từng bước hiện đại, có đủ điều kiện và phương tiện làm việc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên cơ sở ý kiến của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan đồng chí võ văn hưng đề nghị sở xây dựng cần tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện đề án báo cáo ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh ban thường vụ tỉnh ủy và hội đồng nhân dân tỉnh quyết định trong đó xác định vị trí xây dựng khu phía đông với diện tích 15 ha phù hợp với quy hoạch phát triển và không gian kiến trúc của đô thị, đảm bảo về quy mô, phù hợp với bản sắc của tỉnh Quảng Trị, phù hợp với điều kiện khí hậu môi trường, tránh rập khuôn, lãng phí quỹ đất, đảm bảo phương án tài chính theo hướng đổi đất lấy công trình và nghiên cứu phân kỳ đầu tư hợp lý.